Rồi ok, tiếp tục mình sửa Cambridge Key English Test, viết tắt là Test 3 ha các bạn. Test 4. Part 1. Reading and writing, question 1 to 5. Which notice A to H say this 1 to 5? Tức là bên trái của mình sẽ có 5 cái dòng thông tin ha. Bên phải thì mình có 8 cái mẫu thông tin. Và người ta đã xài hết một cái chữ H rồi, cho nên các bạn đánh dấu vô rằng chút xíu mình đừng có xài lại. Tới giờ vẫn có bạn lấy cái ví dụ của người ta xài lại ha. Rồi ok, ví dụ người ta xài là you can only get small pictures here. Tương đương với câu S bên đây là gì? H, color photo, passport size only, for £3, tức là cái hình màu ha, và cái kích thước hoặc là cái khổ là dành cho hộ chiếu và chỉ có 4 tấm thì là £3. Rồi, vậy nhiệm vụ của các bạn là gì? Bạn đọc hết mấy cái mẫu thông tin ở bên tay trái một lần và nhớ, sau đó mình rà mấy thông tin bên tay phải mình đánh vô ha. Để tránh, chứ không thôi các bạn đọc một câu bên đây các bạn đọc lại thì mất thời gian lắm. Number one, you can use this for 2 days. Bạn có thể sử dụng cái này trong 2 ngày. Number two, student do not have to pay to go here at weekends. Sinh viên thì không phải trả tiền để đi đến đây vào cuối tuần. Number three, someone would like to speak another language. Một cái người nào đó thì muốn nói một cái ngôn ngữ khác. Number four, if you study here, you will pay less for this. Nếu mà bạn học ở đây thì bạn sẽ trả tiền ít hơn cho cái này. Number five, you can find things to listen to here in the college. Bạn có thể tìm thấy những cái thứ để nghe ở đây, ở trong cái trường cao đẳng. Rồi tiếp tục ha, mình qua bên tay phải mình đọc tuần tự thôi. A, wanted, Spanish lessons, evening or weekends. Wanted này nè các bạn, nó có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là các bạn nhìn thấy cái hình dán ở trên tờ báo có chữ wanted thì đó là lệnh truy nã ha. Rồi, còn tình huống thứ hai là bạn thấy treo ở ngoài đường những cái bảng mà ghi chữ wanted, tức là cần người. Ví dụ như ở đây là cần một cái gì đây? Cái người mà dạy Spanish lesson là cần người để dạy cái tiếng Tây Ban Nha vào buổi tối hoặc là vào cuối tuần. Thì như vậy tương đương với câu 3 nãy bên đây nè các bạn. Một người nào đó would like to speak another language. Vậy mình đánh vô 3 là A ha. Ok, tới câu B, English language student library, books, magazine and cassettes. Ok, cái này các bạn, nó là một cụm danh từ ha. Cái cách dịch của mình sẽ lấy danh từ chính mình dịch trước, tức là thư viện dành cho sinh viên của ngôn ngữ Anh. Chứ bạn đừng dịch là tiếng Anh ngôn ngữ sinh viên thư viện nó không ra nha. Mình phải dịch cái danh từ chính này nè. Tất cả những cái này nó bổ nghĩa cho danh từ chính hết ha. Để bạn sẽ lấy này, bạn dịch lại thì nó mới ra được nè. Đó, tất cả đều là như vậy hết. Ok. Rồi, vậy mình sẽ dịch là thư viện sinh viên dành cho sinh viên bằng ngôn ngữ Anh ha. Rồi. Ở đây mình sẽ tìm thấy cái gì đó các bạn? Sách nè, magazine là tạp chí, and cassette là cái băng cassette. Vậy băng cassette của mình là dùng để gì các bạn? Để nghe ha. Ok, vậy thì hồi nãy mình có một cái câu you can find thing to listen. Thing to listen thì nó tương đương với băng cassette. Băng cassette này là một cái thứ bây giờ không còn ai xài hết trơn á. Ngày xưa thì nó là cái cuộn giống như băng rồi nó quay qua chỉ nghe tiếng thôi. Còn ở trong đây video thì vừa nghe tiếng với hình. Như vậy câu B này mình sẽ chọn cho câu số 5 ha. Tương tự để thầy gánh vô. Rồi tiếp tục câu C, mình sẽ có là College Film Night, buổi tối chiếu phim của trường cao đẳng. Bộ phim gì đi? Titanic. Bộ phim chìm xuồng ha. Rồi college student £2.50, tức là sinh viên của trường cao đẳng thì £2.50. Others £3, những người khác là £3. Vậy có phải là nếu mà bạn học ở đây thì bạn sẽ trả tiền ít hơn cho cái này không? Đúng rồi. College student chính là dành cho sinh viên nè. Rồi tiếp tục câu đi ha. The biggest video store in town open 24 hours. Cái cửa hàng băng video mà lớn nhất ở trong thị xã mở cửa 24 giờ. Rồi câu E, York Museum Monday to Friday £5, Saturday £2, student free. Như vậy là từ thứ hai đến thứ sáu thì là £5 ha. Còn thứ bảy và chủ nhật thì £2, còn sinh viên thì là miễn phí. Như vậy hồi nãy có một cái câu là nếu mà đây student do not have to pay, tức là sinh viên không cần phải trả tiền là tương đương với miễn phí chứ nữa. Vậy câu số 2 này mình chọn là E ha. E, ok, tiếp tục. Tức là này là gì đây?
Bảo tàng York thứ hai đến thứ sáu 5 pound, thứ bảy chủ nhật 2 pound, sinh viên miễn phí. Còn câu F, Weekend Travel Card 10 pound, Train or Bus Central London only. Tức là cái thẻ mà đi vào cuối tuần, giá của nó là 10 pound. Bạn đi được xe lửa và xe bus. Đi đến đâu? Chỉ đi đến trung tâm của London thôi. Vậy thì các bạn biết chữ weekend này đó là thứ bảy và chủ nhật là 2 ngày chứ nữa. Còn weekday là thứ là 5 ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Như vậy câu này tương đương với lại câu số 1 nè. You can use this for today. Thì mình đánh vô 1 là F ha. Ok. Rồi xong 5 câu, còn lại câu G mình dịch luôn để cho hết ý ha. Learn to play the guitar in 4 months. Video cost 50 pounds. Học để chơi đàn guitar trong 4 tháng. Học qua cái khóa học video ha. Là khóa học giảng dạy bằng băng hình. Giá của nó là 50 pound. Rồi mình xong part 1 ha các bạn. Rồi ok, tiếp tục mình qua part 2. Question 6 to 10. Read the sentences 6 to 10 about Jane's hobby. Đọc mấy câu từ 6 tới 10 về cái sở thích của Jane ha. Choose the best word A, B or C for each space. Chọn A, B hoặc là C cho mỗi khoảng trống. Ở dưới đây là hướng dẫn làm bài, mình sẽ điền A, B, C trên tờ làm bài, còn ở đây bằng khoanh tròn lại thôi. Ví dụ người ta cho là trên phẩy S ngay chỗ này, thì các bạn thấy cái phẩy S này nó sẽ có 3-4 tình huống sau đây. Thứ nhất nó là to be ha các bạn. Thì nếu mà sao to be nó là một tính từ hay là một danh từ tùy tình huống. Cái thứ hai nó có thể là một cái sở hữu chủ, sở hữu nè. Còn cái thứ ba nó có thể là một cái động từ to has. Ok. Vậy trên ở đây mình có động từ chính là y ở đây rồi. Thì như vậy ngay đây nó là sở hữu. Như vậy trên favorite hobby is taking photographs. Ở đây ví dụ ta cho rồi là be. Rồi câu số 6, she hope to ...a photographer for a newspaper one day. Thì mình thấy ở đây có photographer là gì? Thợ chụp hình. Mình sẽ chọn là câu B, become ha. Cô ấy hy vọng trở thành một cái người thợ chụp hình cho một tờ báo một ngày nào đó. Còn do thì do something là một cái nghề nghiệp. Còn phải do ngay chỗ này mình không hợp nghĩa. Work cũng vậy, làm việc. Work thì work as a photographer thì được. Rồi câu số 7, she...a photography club. Bạn thấy chữ club không? Mình gạch đích đó. Đó là câu lạc bộ chụp ảnh. To learn more about using a camera. Thì cô ấy đi đâu? Cô ấy gia nhập ha, thì nó hợp nghĩa. Còn nếu mà bạn dùng chữ when ngay chỗ này nè thì nó phải là gì? When to ha các bạn. Còn nếu made thì phải là made something, chứ không có cô ấy làm một cái câu lạc bộ này được. Rồi câu số 8, Jane say ...to take picture of children or animal because they always moving. Jane nói rằng ở đây cái chữ này it y cộng với một adjective cộng to do something là cấu trúc chủ ngữ giả. Bạn đừng có dịch chữ nó thì, bạn dịch ngay cái tính từ luôn ha. Trên nói, mình để tính từ vô mình dịch ha. Khó mà chụp trẻ em và động vật bởi vì chúng nó sao? Nó luôn chuyển động thì là hợp nghĩa nhất. Còn nếu mình để nhanh để chụp hoặc là cẩn thận để chụp thì nó không hợp nghĩa trong tình huống này. Rồi câu số 9, there were ...about a competition. Bạn thấy chữ competition là một cuộc thi. In a photography magazine, ở trong một cái tạp chí về chụp hình, thì mình phải để cái chữ gì? Notice, thông báo là hợp nghĩa. Còn bill là một cái hóa đơn. Ticket là một cái vé thì nó không hợp ha. Rồi câu số 10 mình thấy first prize là giải nhất. Vậy thì Jane sẽ thắng một cái giải nhất cho một trong những bức hình của cô ấy. Còn chữ carry là mang và chữ caught này là gì? Bắt thì cũng không hợp ha. Rồi thầy đọc lại cho các bạn luôn. Jane's favorite hobby is taking photographs. She hoped to become a photographer for a newspaper one day. She joined a photography club to learn more about using a camera. Jane said it's hard to take pictures of children or animals because they're always moving. There were a notice about a competition in photography magazine. Jane won a first prize for one of her pictures. Jane won the first prize for one of her picture. Rồi mình xong part 2 ha. Ok, tiếp tục mình qua question 11 to 15, câu 11 đến câu 15 ha. Complete the 5 conversation. Mình hoàn tất 5 cái mẫu hội thoại, chỉ có A và B thôi. Câu 11, when will lunch be ready? Cái buổi ăn trưa khi nào thì nó sẵn sàng? Thì đáp án của mình chính xác sẽ là câu A ha, quite soon. Ok. Còn câu B nó là
soup and toast thì nó là súp và cái bánh mì nướng, thì không phải, ta đâu có hỏi là cái gì đâu. Rồi I hope you're hungry, hy vọng là bạn đói, thì cũng không có liên quan phù hợp với câu 11 ha. Câu 12, it's very hot in here, ở đây trời rất là nóng, các bạn nhớ nói âm ha. Nếu các bạn đọc chậm thì nó là it's very hot in here, nếu mình đọc nhanh nó sẽ là hot in here. Ok, it's very hot in here. Do you feel cold? Bạn có cảm thấy lạnh không? Người ta nói cảm thấy nóng mà tự nhiên nói bạn có cảm thấy lạnh không thì nó sẽ không đúng. I turn on the heating. Đã nóng mà còn mở máy sưởi lên nữa. Mở tại nhà. Rồi, câu C mới là đáp án đúng ha. Let's go outside then. Nóng quá thì đi ra ngoài thôi. Câu 13. Have you met Henry before? Đã từng gặp Henry trước đây chưa? Nhớ nha. Cái này người ta sử dụng thì hiện tại quán. Thành như vậy từ xưa tới bây giờ nè. Là bạn đã gặp Henry chưa? Yeah, at first. Vâng, ngay lần đầu, không phải. Yeah, on holiday. Vâng, đã gặp vào kỳ nghỉ ha. Còn yes, I do, nhiều bạn chọn yes, I do. Chừng nào hỏi mà do you mới là yes, I do ha. Còn yes, at first là ngay lần đầu, không phải là gặp, nó không phù hợp. Rồi, câu 14. Do you like visiting museum? Bạn có thích đi thăm bảo tàng không? Ở đây là do you like, bạn có thích. Thì nếu mà này hồi nãy yes I do ở trên này là quá đúng luôn nè ha. Rồi, I love to. Tôi nếu chừng nào hỏi mà would you love thì mới, hoặc là would you like. Bởi vì chữ đi này nè, nó viết tắt của chữ would đó các bạn. Thì như vậy thì mình mới trả lời là I love to là I'd love to. I'd like to mới đúng. Còn này là do you like bình thường thôi. No, I haven't là thì hiện tại hoàn thành, bởi no, I haven't. Vậy not really là một cái câu chung chung và đúng nhất trong tình huống này ha. Câu 15. I broken my glasses. Tôi đã làm bể cái kính của tôi rồi. Here another one. Ở đây, nhiều bạn chọn câu A. À, here another. Nhưng mà một cái khác này thì nó sẽ bị sai ở chỗ là cái kính này là số nhiều phải không ạ? Rồi, mới làm bể xong đưa. Here E another one là sai. Mắt kính nè, các bạn để ý nha. Glasses nó là ở hình thức số nhiều. Rồi, you can see, bạn không thể thấy, data PD, thật là tội nghiệp. Nếu mà ở trên này here another one á thì được ha, chứ còn here E another one thì nó sẽ bị sai về ngữ pháp. Rồi, ok, thì đọc lại cho các bạn ha. When will lunch be ready? Quite soon. It's very hot in here. Let's go outside then. Have you met Henry before? Yeah, on holiday. Do you like visiting museum? Not really. I broken my glasses. That's a pity. Rồi, ok, mình xong part 3 ha. Rồi, ok, mình qua câu 16-20. Complete the conversation. What do the students say to the assistant in the tourist information office? Sinh viên nói gì với cái người mà hỗ trợ, người trợ lý ha? Ở trong cái văn phòng thông tin dành cho du khách, người trợ lý nói, hello, can I help you? Người sinh viên mới trả lời là yes, please. Where are the tennis courts? Từ khóa của mình là cái sân tennis ở đâu? À, vậy cô sinh viên này đi học mà cũng là đi hỏi đường ha. Hỏi cái sân tennis ở đâu? Thì cái cô trợ lý mới nói do you want the university tennis courts or the city one? Bạn có muốn cái sân tennis của trường đại học hay là cái sân tennis của thành phố? Ok. Rồi, tới chỗ này thì các bạn ngừng lại. Bạn sẽ rà vô, mình chọn ha. Câu A đầu tiên, thank you. I go there now. Không hợp lý. I suppose so, tôi e là vậy. Không phải. Oh, are there different one? I didn't know. Ngay chỗ này hay nè. Đúng rồi, có hai cái sân khác nhau, có những cái sân khác nhau hả? Tôi không có biết điều đó. Bạn tạm thế vô đây và bạn đọc tiếp xem nó có hợp lý hay không. Yeah, are you a university student? They can you the university one. Nếu mà bạn có phải là sinh viên của trường đại học không? Thì nếu phải thì bạn có thể sử dụng, mặc dù đây là chữ D nhưng mà bạn dịch chữ U mới thuận ha. Bạn có thể dùng cái sân của trường đại học. Cô này cũng phải trả lời là yes hay no, có phải là sinh viên hay không. Và liên quan đến nó thì bạn thấy câu G nó có cái chữ student. Rồi, nhưng mà cổ lại là I am a student at the language school của một cái trường ngôn ngữ thôi, chứ nó không phải là cái trường đại học, not the university. Thì bạn để vô đây bạn mới đọc sao cái vị trí này là cô trợ lý cô nói yeah, so you need the city tennis courts there in the park twist là hợp lý. Vậy ngồi này tới đây là đúng rồi ha. Rồi cổ mới nói cái sân mà của thành phố nó nằm ở đường park.
Vậy ngay chỗ này nhiều bạn sai dữ lắm. Bạn sẽ điền chữ D tại bạn thấy chữ Patrick và bạn đọc bạn cũng thấy được được ha. That's fine. E Patrick just after hai Trish. Bạn điền chữ D vô đây. Nhưng mà tới đây thì nó chỉ đúng tới ngay trước số 18 thôi. Sau đó sẽ bị sai chỗ là well, if you walk, it's about 20 minutes. Nếu mà bạn đi bộ thì nó mất 20 phút. Như vậy rõ ràng nãy giờ cô sinh viên cũng chưa hỏi gần xa gì hết. Như vậy chữ D ngay đây không hợp lý mà phải là chữ F mới đúng. Is that far from here? Cô hỏi là nó có xa đây không? Thì cái cô này cũng mới nói nếu mà bạn đi bộ thì bạn mất 20 phút. Như vậy chữ xuống tới ngay chỗ này nè. Cô hỏi cái gì mà cô trợ lý cô nói that's right, take the third road on the left, then it on the right. Đúng rồi, bạn sẽ rẽ vào cái đường mà số 3 ở bên tay trái và nó ở bên tay phải. Như vậy liên quan đến con đường mình dời cái chữ D xuống đây ha. Rồi, là cô sinh viên cũng mới hỏi that's fine, e Patrick just after the high twist. Như vậy thì ngay chỗ này đã đúng rồi. Rồi, ngay chỗ này cô sinh viên có nói gì mà người trợ lý nói you're welcome. Thường thường bạn nói thank you đúng không? Vậy mình sẽ chọn chữ A vô đây ha. Rồi, thầy đọc lại lần nữa cho các bạn ha. Hello, can I help you? Yes, please. Where are the technical courses? Do you want the university technical course or the city one? Oh, are there different one? I didn't know. Yeah, are you a university student? They can use the university one. Well, I'm a student at the language school, not the university. So you need the city technical course, then the park twist. Is that far from here? Well, if you walk, it's about 20 minutes. That's fine. E park twist just after the high twist. That's right. Take the third shot on the left, then it on the right. Thank you. I go there now. Rồi, mình xong part 3 ha. Rồi, ok, mình qua part 4, question 21 to 27. Read the article about a singer. A sentence 21 to 27, right? Thì mình đánh là A ha. John đánh là B, còn không đủ thông tin. Đánh là C, doesn't say. Mình học về John Pickering, một cái nhân vật đang đứng trước micro như thế, chắc là ca sĩ. In a park in small town central London, John Pickering cuts the grass and waters the flower. Ở trong một cái công viên ở thị xã nhỏ ở tại trung tâm của Anh thì John Pickering cắt cỏ và đang tưới hoa. But all last week he was in London and millions of Japanese people watched the 35 years old gardener on television because John is the number one singer in Japan at the moment. Nhưng mà suốt tuần rồi thì anh ấy ở Tokyo và hàng triệu người Nhật đang xem một cái ca sĩ người làm vườn 35 tuổi ở trên TV bởi vì John á là một cái ca sĩ mà hàng đầu number one ở tại Nhật vào thời điểm đó. John visited Japan a few months ago to sing in dance club in Osaka and Nagoya. John đến Nhật cách đây vài tháng và hát ở trong một cái câu lạc bộ nhảy ở tại Osaka và Nagoya. This jockey heard his song and played them on his radio show. Một cái người chỉnh nhạc nghe những cái bài hát này và chơi chúng ở trên một cái chương trình radio phát thanh ha. Hundreds of young people on the radio and asked this jockey to play the song one more. Hàng trăm người trẻ tuổi nghe cái chương trình radio này và yêu cầu cái anh chàng chỉnh nhạc này chơi lại cái bản nhạc này một lần nữa. John, who used the name John Otis when he sang in Japan, is not going to stop working in the park in London. In England, sorry. John, một cái người mà sử dụng tên là John Otis khi mà hát ở tại Nhật. Và anh ấy thì không có ngừng cái việc làm ở tại công viên ở Anh. He does not know yet how much he will earn from his music. Yes, ở đây là however. Tuy nhiên ha, anh ấy không có biết được là anh ấy sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ nhạc. I must keep my job in the park, he said. Tôi phải giữ cái công việc của tôi ở tại công viên, ông ấy nói. I still have to pay my bill. Tôi vẫn phải trả những cái hóa đơn của tôi. The other gardener do not know that he is famous in Japan. Những cái người làm vườn khác thì không có biết là anh ấy rất là nổi tiếng ở tại Nhật. They never ever heard him sing. Và họ cũng chưa từng nghe anh ấy hát. John wife Dennis, a hospital worker, say this will not change the way we live. I only know John Pickering, not John Otis. Vợ của John là Dennis, một cái người làm việc ở bệnh viện, nói rằng cái điều này sẽ không có thay đổi cái cách mà chúng tôi sống. Tôi chỉ biết John Pickering chứ không có biết là John Otis.
Rồi mình xong mình qua mình đọc câu hỏi bắt đầu trả lời ha. Bên đây người ta có câu ví dụ John Pickering usually works in England và đáp án người ta cho là A đúng không? Ok, ngay chỗ này. John Pickering thường làm việc ở Anh. Như vậy ngay chỗ cái dòng đầu tiên trên này là mình thấy ha. In a park in a small town central England là ở Anh đúng không? John Pickering cut the grass and water the flower. Vậy ngay chỗ này nó là thông tin của câu ví dụ. Rồi, mình qua câu 21 ha. A few days ago, John was on television in Japan. Cách đây một vài ngày thì John ở trên TV ở tại Nhật. Ok, mình thấy ngay chỗ cái thông tin này là nguyên cái tuần rồi nè các bạn. Thì ông John này ông ở Nhật ha. Hàng triệu người Nhật xem một cái người thợ làm vườn 35 tuổi ở trên TV. Như vậy thì nguyên cái cách đây vài ngày tuần rồi là ở field day đó là đúng rồi. Vậy câu 21 mình sẽ đánh vô là try ha. Ok. Tiếp tục câu 22. John first show in Japan were on the radio. Cái buổi diễn đầu tiên của John ở Nhật là ở trên đài phát thanh đúng không? Sai rồi. Buổi diễn đầu tiên thì anh ấy hát ở trong một cái dance club, câu lạc bộ khiêu vũ nè. Ok, ở Osaka và Nagoya. Như vậy không phải là ở trên đài phát thanh ha. Vậy câu 22 mình đánh vô là sai. Tiếp tục câu 23. John hope to become famous in England one day. John hy vọng sẽ trở nên nổi tiếng ở Anh một ngày nào đó. Thì thông tin này mình đọc chưa, mình không có thấy nói. Nhưng mà câu 24 mình sẽ thấy là John Pickering và John Otis là một người, the same person đúng không? Nó nằm ở ngay khu vực này. Thông tin này. John who used the name John Otis when he sing in Japan. Vậy John Pickering và John Otis là một người, đây là thông tin của câu 24. Và câu 24 lúc đó mình sẽ đánh vô là right ha. Và như vậy mình khẳng định lại cái cách làm của right, wrong, doesn't say là thông tin nó sẽ xuất hiện theo thứ tự. Ở đây là thông tin câu 22, đây là thông tin câu 23. Thì từ đây tới đây nè, nó không có nói gì tới cái việc mà ông John này ông muốn trở nên nổi tiếng ở Anh một ngày nào đó hết. Cho nên câu 23 quay qua mình sẽ đánh là doesn't say. Rồi tiếp tục câu 25. John will still work in the park because he needs the money. John thì vẫn làm việc ở công viên bởi vì anh ấy cần tiền. Thì cái thông tin ngay chỗ này nó làm cho mình trả lời là đúng. Bởi vì sao? John nói là I must keep my job in the park. He say I still have to pay my bill. Tức là tôi vẫn phải giữ cái công việc của tôi ở công viên. Anh ấy nói tôi phải trả tiền cho mấy cái hóa đơn điện nước rồi ha. Thì như vậy câu 25 này là đúng. John vẫn làm việc ở công viên bởi vì anh ấy cần tiền. Rồi câu 26, John colleagues think his song are very good. Colleagues là đồng nghiệp, nghĩ rằng bạn đồng nghiệp của John nghĩ rằng cái bài hát của anh ấy thì rất là hay. Thì ông John này nè, John Artist này ảnh làm thợ làm vườn cho nên những người thợ làm vườn khác chính là đồng nghiệp ha. Chẳng qua họ dùng cái kỹ thuật paraphrase tức là từ đồng nghĩa. Bạn sẽ kiếm từ college bạn không hiểu, kiếm ngoài em ra. Thì nếu bạn đọc bạn hiểu thì những người thợ làm vườn khác chính là đồng nghiệp của John. Thì thậm chí là do not know that he is very famous in Japan. Không có biết là anh ấy nổi tiếng ở Nhật. Và họ chưa bao giờ nghe anh ấy hát. Như vậy câu 26 của mình nó sẽ là sai. Chưa nghe hát thì làm sao mà biết được là bài hát của anh ấy là không là hay hay là dở ha. Câu 26 đánh là wrong. Rồi tiếp tục câu 27. John's wife would like him to stop singing. Là vợ của John thì muốn anh ấy ngừng hát. Thì thông tin này không có nói. Bởi vì cuối cùng á, chỉ có nói là gì? John White ngay chỗ này nè, là một cái công nhân làm việc ở trong bệnh viện, nói rằng "This will not change the way we live." Cái việc này không thay đổi cái cách chúng tôi sống. "I only know John Pickering, not John Otis." Tức là tôi chỉ biết cái ông John này nè, là cái ông John ở Anh thôi. Còn cái ông John ở Nhật thì tôi không biết. Ý của bà vợ là vậy. Chứ còn không có phải nói như là vợ của John thì lại muốn anh ấy ngừng hát. Tức là không cho phép anh ấy hát ở Nhật là không có. Rồi ok, thầy đọc lại lần nữa cho các bạn ha. John Pickering, in a park in a small town in central England, John Pickering cut the grass and water the flowers. But on last week, he was in Tokyo and millions of Japanese people watched the 35-year-old gardener on television because John is the number one singer in Japan at the moment. John visited
Japan a few months ago to sing in a dance club in Osaka on Nayoga. A disc jockey heard his song and played them on his radio show. Hundreds of young people phoned the radio and asked the disc jockey to play the song one more. John, who used the name John Otis when he sing in Japan, is not going to stop working in the park in England. He do not know yet how much he will earn from his music. I must keep my job in the park, he say, and still have to pay my bill. The other gardener do not know that he very famous in Japan. They never even heard him sing. John's wife, Dennis, a hospital worker, say, this will not change the way we live. I only know John Berkeley, not John Otis. Ok, rồi mình xong part 4 ha. Rồi ok, tiếp tục mình qua part 5, question 28-35. Read the article about postcard. Mình đọc mấy bài báo về postcard, là mấy cái bưu thiếp ha. Rồi chọn best word A, B, or C for each space 28-35. Chọn A, B, C cho mỗi cái khoảng trống từ 28 cho đến 35. Ở dưới này hướng dẫn làm bài từ câu 28-35 thì bạn ghi A, B hoặc là C ở trên cái tờ trả lời. Rồi, podcast, bưu thiếp. Today, people like to send podcast, their friend and family. Rồi, send thì ở đây mình có send to ha. Ok, mình gõ vô chữ to luôn. Rồi, ví dụ người ta đã cho sẵn. These podcast often pictures of beaches, mountains or castle on them. And you write message on the back. Ở đây nè, mình thấy postcard này nó là số nhiều ha. Cho nên động từ của nó phải là mình để nguyên. Như vậy động từ để nguyên nên ta cho là quá khứ nè, hiện tại, số ít, hiện tại số nhiều. Vậy mình chọn là have. Tại sao mình không chọn have? Tại vì thứ nhất nó là một sự thật hiển nhiên. Cái thứ hai nè, bạn để ý cái mạch chuyện ở đây người ta đang là ở hiện tại ha. Và có chữ nè, cái này là một sự thật hiển nhiên và đang ở hiện tại. Phía sau này và động từ write này nó cũng ở hiện tại luôn. Cho nên ở đây mình chưa biết nó có một cái trợ động từ gì, nhưng mà ngay chỗ này nó là hiện tại rồi. Thì như vậy mình sẽ chọn ngay chỗ này nó là have. Chủ ngữ số ít thì chủ ngữ số nhiều, động từ để nguyên. Rồi đi spot cả often have picture là có những cái hình về bãi biển, núi và lâu đài ở trên chúng. Và bạn ở đây mình có viết một cái message on the back. Và mình qua câu 29 mình thấy nè, can là hiện tại, shall tương lai và do. Do write thì bạn chưa học. Đó là cấu trúc nhấn mạnh ở trình độ này. Get thì các bạn chưa học ha. Nhưng mình chỉ học như vậy, mình dựa vào nghĩa thì mình thấy là can write như vậy. Ở đây nè, bạn có thể viết một cái tin nhắn ở trên cái mặt sau của cái bưu thiếp này. Mình đánh vô đây là can ha. Rồi, many people send podcasts they are on holiday because podcasts are cheap and the picture on them are often then people own photo. Ở đây mình có then vậy, phía 31 này chắc chắn là so sánh hơn, mình làm trước cái đó. Better ha, mình chọn better than. Rồi, ở đây câu 30 thì until là cho đến khi, when là khi và during là trong suốt. Vậy mình chọn là gì? When ha các bạn, nó mới phù hợp nghĩa. Ok, vậy ngay chỗ này mình chọn là khi mà họ đi du lịch á. Many people mới gửi, nhiều người mới gửi cái bưu thiếp khi mà họ đi du lịch. Bởi vì sao? Bưu thiếp thì nó rẻ nè, và những cái hình ở trên nó thì thường á là sao? Đẹp hơn. Better than people own photo, đẹp hơn là mấy cái bức hình mà người ta chụp. Bởi vì những cái thợ chụp ảnh chuyên nghiệp họ sẽ lựa góc chụp đẹp hơn. Somebody send the first postcard the end of the 19th century. Một vài người thì gửi cái bưu thiếp đầu tiên. Ở đây mình có the end of, thì như vậy mình sẽ học luôn cái cấu trúc là the end of, là at the end of, tại một cái thời điểm ha. Ok, rồi. Vậy ở bên đây mình chọn là at the end of the 19th century. Ở đây mình có also, to và or. Mình đọc tiếp ngay chỗ này. It has a picture of a town by the sea on it. Nó có một cái hình về một cái thị xã bên cạnh bờ biển. By này là kế bên ha, bờ biển ở trên đó. Later on, sau đó thì postcard has picture showing something in the news that week. Bưu thiếp nó mới có cái hình mà cho thấy một cái vài cái thứ gì đó ở trong cái bản tin vào tuần đó. Brief an accident. Ở đây mình có một cái vụ tai nạn. Rồi, ở mé sau này mình lại có an important person visit, một cái chuyến thăm của một người quan trọng nổi tiếng. Như vậy cả hai cái này nó tương đương nhau. Vậy thì mình sẽ dùng or, A or B đó là nó chính xác nhất. Còn nếu mà mình dùng
Cũng á, thì nó sẽ không đúng ngay chỗ này. Này, trạng từ also này nó sẽ đứng trước trợ động từ. À, thường thường còn chữ to này thì đừng đứng cuối câu, còn o này là a, o, b là chính xác nhất ha. Vậy bạn ghi ngay chỗ này nè, thường thường a, o, b và nó đồng nghĩa với nhau luôn. Ví dụ như hoặc a hoặc là b, hai cái này nó phải cùng với nhau, cùng là chức năng từ, cùng là danh từ, cùng là động từ. People like to chấm 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 them because they did chấm 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 have pictures in their newspaper then. Người ta thích thích to, ở đây mình có sao to là một động từ nguyên mẫu ha, thì như vậy mình sẽ chọn là like to see them because, bởi vì họ đi chấm chấm chấm. Rồi ở đây mình có did, ở đây mình có have picture, vậy thì mình chỉ cần để trạng từ là did not thôi. Còn never ở bên đây nè, sao to là một động từ nguyên mẫu, còn never này thường đi với thì hiện tại hoàn thành, bởi vì nó là một cái chuyện mà chưa từng xảy ra từ hồi xưa cho đến bây giờ. Còn no thì cộng trước một cái danh từ ha, ví dụ I have no money, thì ngay chỗ này mình chọn not là đúng nhất. Rồi thầy đọc lại cho các bạn ha. Postcard today, people like to send postcard to their friends and family. The postcard often have picture of beaches, mountain or castle on them. And you can write a message on the back. Many people send postcard when they are on holiday because postcards are cheap and the pictures on them are often better than people on photo. Somebody sent the first postcard at the end of the 19th century. It had a picture of a town by the sea on it. Later on, postcard had picture showing something in the news that week. Perhaps an accident or an important person visit. People like to see them because they did not have picture in their newspaper then. Người ta thích nhìn chúng bởi vì họ không có những cái bức hình này ở trong những cái tờ báo ha. Ok rồi, hồi nãy tại cái câu cuối này chưa dịch. Mình xong cái part 5 ha các bạn. Rồi tiếp tục mình qua part 6, question 36 to 40. Read the description 36 to 40 of something you may learn about in a geography lesson. Đọc cái mô tả từ câu 36 đến 40 về một vài thứ mà bạn có thể học ở trong những cái bài học về địa lý. Mỗi một cái từ này nè, thì nó là cái gì và ký tự đầu tiên có sẵn, còn một khoảng trống cho mỗi ký tự ở trong từ. Cái dạng bài này quá quen rồi ha. Mình làm để ôn từ vựng thôi, chứ format này qua cái phiên bản mới á, thì nó bỏ rồi. Nhưng mà mình vẫn là nói chung ôn lại vocabulary thì nó rất là tốt cho mình ha. This is a large group of tree. Đây là một cái nhóm rất là lớn của cái cây, thì nó là rừng, forest ở trong bài địa lý ha. Rồi, you may find snow on the top of this at all time of the year. Bạn có thể tìm thấy tuyết ở trên đỉnh của mấy cái thứ này vào bất kỳ lúc nào của năm ha, tức là qua năm. Như vậy bắt đầu bằng chữ M thì chỉ có thể là núi thôi ha các bạn. Mountain, M O U N T A I N. Ở đây nhớ là số ít ha, chữ this, cho nên mình sẽ lưu ý đó là số ít. Và khi mà các bạn điền từ thì mỗi một cái từ này nè nó tương đương với một cái ký tự, cho nên nếu mà còn thừa hoặc là thiếu một chữ thì các bạn để ý số nhiều số ít nó là được. Rồi, mountains, ok. The farmer puts animal or plant here. Nông dân á, thì họ để những cái con vật hoặc là cây cối ở đây. Vậy nó là gì các bạn? Field ha. Ok, field, cánh đồng. Rồi, MIELD. Nếu mình viết vậy thì mình thầy cố tách ra để mình theo cái khoảng trống ở trong đây nè. Chứ còn đúng ra thì viết dính vô thì nó sẽ khó nhìn lắm. People have to cross water to get to this. Người ta phải băng qua nước để đi đến cái nơi này. Đây nè, nhớ ha, số ít ha. This thì nó là island, hòn đảo ha các bạn. Rồi, I S L A N D, island. The water in this style the hill and turn to the sea. Nước ở đây thì nó bắt đầu từ ở trên đồi á và chảy xuống dưới biển. Ok, vậy nó là cái gì đó các bạn? River ha. Ok, nước ở đây mà. Như vậy A I V E R. Rồi, river. Number 40, engineer build it to take thing in boat from one place to another. Những kỹ sư thì xây cái này
lưu ý lại tiếp tục là số ít ha. Xe cái này để mang những cái thứ ở trong cái con thuyền từ một cái nơi này đến một cái nơi khác. Câu này nhiều bạn sẽ rất là bí ha, không biết nó là cái gì. Nhớ ha các bạn, kỹ sư xây cái này để mang đồ vật ở trong thuyền từ một nơi này đến một nơi khác. Thì các bạn nhớ cái con kênh đào nổi tiếng, kênh đào Suez ha. Rồi mai mốt lớn ở IELTS chúng ta sẽ gặp lại. Rồi nó là canal. Còn nhiều bạn không biết để cái cầu vô, thì cái cầu thì cái thuyền nó không có thể đi ở trong cái đó được ha. Cầu thì xe cộ người đi qua được, còn thuyền thì nó không có đi vô cái cầu được, nó đi dưới cái cầu thôi. Nhưng chữ này là canal. Rồi thầy đọc lại cho các bạn ha. This is a large group of trees. You may find snow on the top of this at all time of year. The farmer put animal or plants here. People have to cross water to get to this. The water in this starts in the hill and runs to the sea. Engineer build it to take things in boat from one place to another. Rồi, mình xong part 6 ha. Ok, tiếp tục mình qua part 7, question 41 to 50. Complete the letter, write one word for each space. Mình hoàn tất cái lá thư và nhớ là chỉ điền được có một từ cho mỗi khoảng trống. Dear Mrs. Brian, I am sorry but I can't come to your class ...more. Thấy chữ more thì là anymore, dễ ha. Tôi không thể đến được lớp của cô nữa. Because I have ...return. Have là động từ, return là động từ. Vậy thì have to là phải ha. Tôi phải quay về my country, phải quay về quê hương của tôi. My sister is going to get married ...mình. Thì ở đây nè, mình thấy to be going to thì nó có thể nó diễn tả một cái hành động sẽ hoặc là tương lai gần các bạn, sắp sửa. Nhưng mà tháng, do tháng nói thời gian là dài cho nên có thể là cuối tháng này là this month, có thể là tháng sau next month, hai chữ ha. I want to go shopping ...her to choose a dress. Thì đi mua sắm gì với, with her to choose a dress, để lựa một cái đầm. My parents, rồi going to, gặp lại cấu trúc going to. Make a big meal for the guests and there will ...a lot of work in the kitchen. Ở đây là cái công việc cho nên there will be ha, dễ rồi. Câu 46, there will be a lot of work in the kitchen. Còn my parents mới gặp ở bên trên, mình gặp cấu trúc to be going to thì bôi xanh nè. Như vậy ở đây cũng vậy, my parents số nhiều cho nên sẽ là are going to make a big meal, sẽ là một cái buổi ăn nhiều người, buổi ăn lớn, buổi tiệc lớn cho nhiều khách. Và có rất là nhiều công việc làm ở trong nhà bếp. I'm sorry, I leave the English class. Như vậy ở đây leave là động từ. Vậy phía trước này nó phải là có, chỉ có thể là một modal verb ha, là có thể là can, có thể là will, có thể là shall, và có thể bạn viết tắt của will shall, tức là mình phải hết cũng được ha các bạn. Sorry phải l. Còn nếu mà bạn không biết thì thôi bạn cứ viết đầy đủ cho rồi ha. Là I will, I shall. Còn mình viết phải l này vô nhiều khi nó cũng khó chịu. I'm sorry, I can leave the English class. You are good teacher. Teacher đếm được không? Được. Cho nên you are a very good teacher ha. Một cái giáo viên rất là hay, một giáo viên rất là giỏi. Please goodbye to the other student for. Vậy thì for là for me. Và please say goodbye. Please say goodbye, nhiều bạn đi tell goodbye là sai nha, không có tell goodbye nha các bạn. Tell something, tell someone sorry about something, thì ở đây mình sẽ là say goodbye to other student for me. Thanks again, best wishes. Chúc sức khỏe, Soraya. Rồi, thầy đọc lại cho các bạn ha. Dear Missy Brian, I'm sorry but I can't come to your class anymore because I have to return to my country. My sister is going to get married this month. I want to go shopping with her to choose a dress. My parents are going to make a big meal for the guests and there will be a lot of work in the kitchen. I'm sorry I can't leave the English class. You are a very good teacher. Please say goodbye to other students for me. Thanks again, best wishes, Soraya. Rồi mình xong part 7 ha. Rồi mình qua part 8. Question 51 to 55. Read the note and the information about music lesson. Filling the information on the application form. Tức là đọc cái ghi chú và cái thông tin về cái những cái
bài học về nhạc ha, và điền vào thông tin vào the application form là cái mẫu đơn xin học. Ở câu 5455 thì bạn viết cái thông tin ở trên cái tờ trả lời, cái này là hướng dẫn làm bài. Ở trên này mình sẽ có một cái mẫu email và cái tờ quảng cáo về cái học nhạc. Rồi, ở đây Maria Gomez là cái người viết email mới gửi, Dear Missy Bell, gửi cho cô Bell. I would like to join your piano lesson. Your piano lesson là tôi hoặc là con muốn dự cái lớp, tham dự vào cái lớp học đàn dương cầm của cô. I can play some classical music, but now I like to learn to play modern music. Con có thể chơi một vài cái nhạc cổ điển, nhưng bây giờ thì con thích học nhạc hiện đại. I have English classes with Mr. Smith every morning, but I'm free in the afternoon. Con có cái giờ học tiếng Anh với ông Smith vào buổi sáng, mỗi buổi sáng, nhưng mà con rảnh vào buổi trưa. Ký tên là Maria Gomez. Rồi ở dưới đây mình sẽ có cái mẫu quảng cáo, tức là cái giờ học của cái cô này, nó gồm có là thứ tư và thứ năm. Thứ tư thì 10 giờ sáng là đàn piano, và thứ năm thì đàn piano học vào buổi chiều là 3:30 chiều. Còn buổi sáng thì 2 giờ thứ tư chứ 2 giờ chiều thì đàn guitar. Sáng thứ năm thì 2 giờ 9:30 sáng thì là đàn guitar. Như vậy sắp xếp rất là khoa học ha. Một buổi này buổi kia, sáng chiều 2 giờ xen kẽ để ai cũng có thể học được. Mình qua bên cái đơn xin học bên đây, mình thấy college music lesson là cái bài học về nhạc của trường cao đẳng. Application form là cái mẫu đơn xin học. Name là Maria Gomez, là cái người viết email hồi nãy. Teacher là xin học với cô nào các bạn. Ở đây mình có hai thông tin, ở đây là Mrs. Bell, và ở đây là do căn cứ vào cái email mình cũng có thể xác định được. Dear Mrs. Bell, I would like to join your piano lesson. Ok, piano lesson. Vậy thì học với ai? Học với cô Bell chứ học với ai, đúng không? Vậy câu 51 mình sẽ điền vô, giáo viên là cô Bell. Rồi câu 52, musical instrument là cái nhạc cụ. Ở đây là có hai loại, trong bài này mình sẽ thấy dạy là đàn piano, dương cầm và đàn guitar. Nhưng mà học ở đây thì cái cô Gomez này cũng muốn học đàn piano, là đàn dương cầm ha. Như vậy mình sẽ điền vô câu 52 là piano. Ok, đàn dương cầm nó, còn cái đàn vĩ cầm á, là mình cầm và mình có cái cây mình kéo ha. Đàn piano là nguyên âm, còn dịch ra tiếng Việt mình là đàn dương cầm. Rồi câu 53, what kind of music do you want to learn? Bạn muốn học cái loại nhạc nào? What kind of music? Thì cái cô này nè, cổ nói là cổ có thể chơi nhạc cổ điển, nhưng mà bây giờ cổ muốn học nhạc hiện đại, nhạc đương đại. Như vậy thì câu 53 mình sẽ điền vô là modern music ha. Ok, qua bên đây 53 mình điền vô modern music. Câu 54 là day of class. Thầy nhắc lại D, nó có ba chữ tương đương với thứ. Ở đây hồi nãy mình giải thích có hai cái thứ mà cái cô này cổ dạy là thứ tư và thứ năm. Và căn cứ vào cái thông tin mà cô Gomez này nè, cổ có cái buổi học tiếng Anh vào mỗi buổi sáng và cổ chỉ có rảnh vào buổi trưa thôi. Như vậy thì chắc chắn muốn học đàn piano là phải vào thứ năm rồi. Đó. Và thứ năm và buổi trưa thì nó là 3:30 chiều. Đó. Thông tin nó nằm ở chỗ đó. Như vậy ngay chỗ câu 54 mình điền vô là thứ năm, và câu 55 mình điền vô là 3:30 PM. Ngay chỗ này mình đánh vô 54 và 55. Rồi xong ha. Và mình cũng xong test 4 của cuốn Catchy ha các bạn.